Mình nói thật nhé, là các bạn đừng bao giờ nghĩ đến cái việc là mua con S21 con trai nữa. Bởi vì máy quá nóng mà pin thì yếu. Giá đó thì thà các bạn mua con iPhone 11 Pro Max cho xong. iPhone ấy, thì bao giờ nó cũng địch, cũng bền hơn. Đấy, hôm nay mình vừa đọc được cái bình luận như thế này. Thì các bạn nghĩ sao về cái bình luận kiểu kiểu như thế này? Theo như mình thấy thì cái này có vẻ đang hơi bị thiên vị iPhone quá. Và liệu con S21 Ultra này nó có đúng như là bạn này nói hay không? Thì cùng mình so sánh nhanh hai em đó. Một là con S21 Ultra và một là con iPhone 11 Pro Max qua video nhé. Và mình là Tuấn Anh, chào mừng anh em đến với Kiba Channel. Về giá của hai chiếc máy này thì nó chênh nhau không có nhiều đâu. Con iPhone 11 Pro Max phiên bản 64 hàng 99% sẽ là 9.990.000. Còn S21 Ultra sẽ có giá cao hơn khoảng tầm 300.000 là 10.190.000. Nhưng mà nó lại có bộ nhớ gấp đôi là 128GB cơ. Bởi vì là Samsung thì sẽ không có bộ nhớ bắt đầu từ 64GB nữa. Họ đã loại bỏ cái bộ nhớ 64GB khá lâu rồi. Thì đây lại là một điểm cộng dành cho Samsung. Các bạn chỉ cần bỏ ra số tiền chênh lệch khoảng tầm 300.000 thôi, nhưng mà sẽ sở hữu một con máy có một bộ nhớ lớn hơn. Chứ như mình thấy thì con 11 Pro Max này phiên bản 64GB thì tầm này gọi là hơi ít rồi. Nếu mà mua về để sử dụng cơ bản, không chụp ảnh chơi game thì gọi là thoải mái. Chứ còn nếu mà các bạn sử dụng nhiều bộ nhớ thì phải là 128GB như là con S21 Ultra này mới đủ dùng được. Về thiết kế thì cả hai máy này đều có một thiết kế khá là thời thượng. Nhưng mà 11 Pro Max thì nó sẽ có kích thước bé hơn. Cầm máy nó sẽ cảm giác nhỏ gọn hơn và ôm tay hơn là con S21 Ultra này. Mình thì mình sẽ không nói nhiều về thiết kế đâu, bởi vì là cái này cũng tùy vào gu thẩm mỹ của mỗi người. Mọi người chắc là cũng xem rất nhiều và cũng biết là hình dạng của máy nó như thế nào rồi. Đối với cá nhân mình ý, thì mình sẽ thích thiết kế của con S21 Ultra này hơn. Bởi vì là các bạn nhìn thử mặt lưng này, trông nó sẽ trẻ trung hơn với cái cụm camera liền khối và cái màu đen nhám này. Thì nó vẫn cảm giác trông nó hơi sang hơn là cái màu mặt lưng kính này. Màn hình sẽ là một cái điểm mà các dòng iPhone rất khó mà so sánh được với các dòng máy của Samsung. Qua hai chiếc máy này thì nó cũng không phải là ngoại lệ. Con iPhone 11 Pro Max ấy thì nó sẽ có màn hình là 6.5 inch với tấm nền là Super Retina OLED. Độ phân giải 2K và tần số quét màn hình ấy, nó chỉ là 60Hz thôi. Thì với cái tấm nền này ấy, thì con iPhone 11 Pro Max nó cũng cho ra những hình ảnh khá là sắc nét, chân thực. Nhưng mà khi mà so sánh với S21 Ultra sở hữu một cái màn hình lớn hơn là 6.8 inch, tấm nền Dynamic AMOLED 2X thì về chất lượng hình ảnh khi mà đặt cạnh nhau thì Samsung nó vẫn làm tốt hơn. Khi mà các bạn có thể thấy ở đây rõ nét nhất là cái phần màu sắc này. Thì S21 Ultra nó cho ra một cái độ chính xác màu tốt hơn, đi kèm với độ phân giải là 2K cộng và tần số quét lên đến là 120Hz nữa thì nó cũng giúp cho hình ảnh cảm giác là mượt mà hơn và tinh tế hơn hẳn là con iPhone 11 Pro Max. Nhưng mà sẽ có một cái điểm trừ là với cái màn hình AMOLED này của con S21 ấy, là nó sẽ có một cái mức tiêu thụ năng lượng cao hơn, nó cao hơn nhiều với màn OLED của con iPhone 11 Pro Max này. Cho nên là dẫn đến cái việc là sẽ tốn pin nhanh hơn khi mà các bạn thường xuyên sử dụng màn hình setup ở tần số quét cao với cái độ phân giải là 2K plus. Mình nghĩ là các bạn nên tắt cái tính năng này đi. Mình sử dụng con S21 Ultra này và mình thường xuyên là sử dụng ở cái mức màn hình độ phân giải là Full HD Plus với lại tần số quét là 60Hz thôi, thì nó sẽ cho ra một cái thời lượng pin tốt hơn. Về mặt hiệu năng của hai chiếc máy này thì lại khá là cân kèo. Một bên là A13 được xây dựng theo tiến trình là 7 nanomet với kiến trúc là 2+4, bao gồm hai lõi hiệu suất cao và 4 lõi hiệu suất thấp. Con chiếc này thì nó sẽ có tốc độ xử lý chỉ là 2.65GHz thôi. Còn con Snapdragon 888 thì nó sẽ được xây dựng trên một tiến trình tốt hơn là 1.3.4 và cũng là một cái tiến trình là 5 nanomet đấy. Nó sẽ bao gồm một lõi Cortex X1 tốc độ cao này, 3 lõi Cortex A78 và 4 lõi là Cortex A55. Tốc độ xử lý tối đa của nó cũng cao hơn khi nó có tốc độ xử lý lên tới là 2.85GHz. Đấy, mình mới đọc nhanh qua các thông số thôi, các bạn có thể hiểu được là con chip là mạnh hơn rồi. Tất nhiên là con Snapdragon 888 này nó sẽ mạnh hơn bởi vì nó ra mắt gần đây hơn là cái con A13 này. Nhưng mà thông số ấy thì cũng chỉ là thông số thôi. Kể cả là mặt điểm số của con Snapdragon 888 nó có hơn đi nữa ấy, thì chúng ta cũng chưa thể nói được cái gì cả. Còn về khả năng mà chơi game của con S21 Ultra này thì tất nhiên nó sẽ nhỉnh hơn rồi. Bởi vì nó có kiến trúc mới hơn này và GPU nó cũng làm xử lý đồ họa tốt hơn là cái con A13 này. Nó sẽ đáp ứng tốt được các nhu cầu chơi game nặng hơn so với con iPhone 11 Pro Max. Nhưng mà với các tựa game cơ bản thì cả hai máy này đều có thể cho chúng ta một mức FPS ổn định. Nhưng mà đối với tựa game mà đòi hỏi cấu hình đồ họa cao hơn chẳng hạn như là Genshin ấy, thì mặc dù là mình để cấu hình cao nhất thì con S21 Ultra này nó vẫn hoàn toàn xử lý rất là tốt. Có một cái điểm là con A13 nó sẽ hơn hẳn chắc chắn rồi là con Snapdragon 888 ấy, thì nhắc thì ai cũng biết rồi là nó bị một cái tình trạng là rất nóng. Nó là con chip nóng nhất của Snap từ trước đến giờ luôn. Nếu mà bình thường anh em chơi dạng khoảng tầm là 1 đến 2 tiếng ấy, thì nhiệt độ cao nhất của nó có thể lên tới là 45 độ C. Trong khi đó thì con 11 Pro Max nó sẽ có một cái nhiệt độ tốt hơn, nó chỉ lanh quanh khoảng tầm 39-40 là cao rồi.
Cho nên nếu bạn nào muốn tìm một chiếc điện thoại để mà chơi các trò chơi có hiệu năng cao mà đòi hỏi khắt khe về cái vấn đề đồ họa thì chắc chắn là nên lựa chọn con S21 Ultra này rồi. Nó đang sử dụng một con chip Snapdragon 888, nó sẽ đáp ứng được tất cả những yêu cầu của các bạn. Nhưng mà các bạn lưu ý là nhớ lắp thêm sò nhá, không là nóng không chịu đâu. Mà chơi game với cái tình trạng là nóng liên tục ấy thì máy nó cũng nghe xuống cấp hơn. Còn không thì các bạn chỉ cần đòi hỏi một con máy vừa đủ để chơi game các tựa game nhẹ nhàng thôi ấy, thì con 11 Pro Max này sẽ là lựa chọn an toàn hơn. Nó vẫn đủ hiệu năng để mà xử lý tốt các dòng máy có đồ họa bình thường, các tựa game cơ bản đấy. Còn về chất lượng chụp ảnh quay phim ấy thì mình sẽ chỉ nói qua thông số là cả ba sẽ đều có 3 cam. Các bạn nhìn ở đây có thể thấy rồi. Một bên sẽ là 12 megapixel là một thông số khá là cơ bản, và một bên sẽ là 108 megapixel. Nghe thì có vẻ chênh lệch ấy, nhưng mà cả hai cam theo như mình thấy đều là tốt như nhau. Một số người thì sẽ thích cái lước ảnh của Samsung hơn, nhưng mà cũng có một số đông lại thấy lước ảnh của con iPhone lại đẹp hơn, nó sẽ chụp ảnh quay phim ổn định hơn. Và theo như mình thấy, nếu mà so sánh riêng về cái khả năng chụp ảnh thì con iPhone này nó sẽ không thể nào làm tốt bằng con S21 Ultra này được. Nó ở cả các điều kiện thiếu sáng hay là điều kiện đủ sáng đi nữa, hình ảnh của con S21 Ultra này nó sẽ cho ra màu sắc tươi hơn và hình ảnh cũng lấy chi tiết tốt hơn ở con iPhone. Và ở điều kiện thiếu sáng là do con iPhone 11 này là dòng điện thoại đời đầu có tính năng chụp đêm, cho nên là về mặt hình ảnh ấy, thì tất nhiên nó sẽ không xử lý tốt bằng con S21 Ultra này được. Nhưng mà qua đến cái chế độ quay video thì nó lại là một câu chuyện khác. iPhone thì đến bây giờ nó vẫn quay tốt hơn Samsung là một cái điều khá là bình thường rồi. Từ cái khoảng trống zoom hay là hình ảnh nó sẽ cho ra một cái độ chi tiết hơn hẳn. Màu của con S21 Ultra nếu mà nhìn qua trên màn hình thì cảm giác nó rất là đẹp, nó rất là tươi. Nhưng mà cho lên màn ảnh lớn hơn là như kiểu màn hình máy tính này thì đúng là thôi rồi. Hình ảnh cảm giác nó sẽ bị nhiễu và bị mờ đi, và màu sắc nó cũng không thực một chút nào. Về pin cũng là một cái khoản mà cả hai con này nó đang sẽ có một cái sự khác nhau rõ rệt. Khi mà con S21 Ultra này nó sẽ là 5.000, còn 11 Pro Max này nó sẽ chỉ là 3.969 thôi. Mặc dù là chênh lệch nhau về cái thời lượng pin khá lớn như vậy, thì theo như mình thấy, mình có trải nghiệm qua thì cái thời lượng sử dụng nó lại tương đương nhau. Nó đều loanh quanh khoảng tầm 9 tiếng sử dụng nguyên ngày, như mình nói bên trên ấy. Mặc dù là con S21 Ultra này nó sở hữu một viên pin lớn hơn, nhưng mà lại đi kèm một cái màn hình là AMOLED nữa, với lại một cái con chip khá là ngốn điện là Snapdragon 888 nữa. Cho nên là đó là hai cái lý do tại sao là cái chiếc máy này nó lại có thời lượng sử dụng theo như mọi người nói nó là khá là hẹo. Nếu mà pin 5.000 mà 9 tiếng tầm này cũng khá đuối rồi. Thậm chí nếu mà anh em chơi game nhiều hơn ấy thì con 11 Pro Max này nó lại cho ra một cái thời lượng pin tốt hơn. Cảm giác là anh em sẽ chơi game được khoảng tầm là 4 đến 5 tiếng là chuyện rất là bình thường. Con này nó chỉ được khoảng tầm 3 tiếng thôi. 3 tiếng hơn là anh em phải sạc rồi. Cho nên nếu mà anh em nào cần một con máy pin trâu ấy thì con 11 Pro Max này nó sẽ là một lựa chọn tốt hơn. Còn về cái vấn đề là tầm này nên mua máy nào để mà dùng lâu dài hơn ấy, thì anh em lưu ý nhé là con S21 Ultra này nó được ra mắt cách đây khoảng tầm 3 năm rồi, là năm 2021. Cho nên là về thời gian sử dụng là chắc chắn nó sẽ lâu dài hơn là con iPhone 11 Pro Max ra mắt năm 2019 rồi. Nhưng mà cũng đừng quên là Apple cũng là cái bên hỗ trợ cập nhật lâu dài nhất trong tất cả các hãng điện thoại. Đến bây giờ mới chỉ dừng ở iPhone 7 thôi. Cho nên là anh em tính sơ sơ thì ít nhất là con này cũng khoảng tầm từ 3 đến 4 năm để sử dụng rồi. Mình thấy thì cả hai con máy này mua tầm này thì cũng loanh quanh khoảng tầm 4-5 năm để dùng cố được thì là hoàn toàn ok. Vẫn có thể cập nhật hệ điều hành mới nhất được. Nên là không phải lo nghĩ về cái chuyện là hệ điều hành hay là cập nhật đâu. Tóm lại thì nếu mà anh em nào đang tìm một chiếc máy có hiệu năng chơi game tốt, màn đẹp to và có khả năng chụp ảnh tiệm cận với các dòng cao cấp bây giờ ấy, thì mình nghĩ là nên cân nhắc con S21 Ultra này. Còn nếu mà mọi người cần một chiếc máy có hiệu năng vừa đủ thôi, một chiếc máy để hỗ trợ quay phim vlog và pin nó trâu trâu một chút ấy, và đặc biệt một điều nữa là hệ điều hành iOS này nó khá là ổn định, thì con 11 Pro Max này không phải lựa chọn tôi. Thì đó, mình cũng tóm tắt những cái điểm qua qua của hai con này là như vậy. Mình mong là có thể là giúp được các bạn tìm được một chiếc máy phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Giờ thì bye bye.